đi qua cổng Bạch Đằng Giang anh em ạ. Yes. Lên trên được đổ bê tông không trần nữa anh em ạ. Bạch Đằng Giang phía trên kia cả hướng dẫn viên du lịch đang cầm cờ dẫn các em học sinh đi theo nhà trưng bày vật các chất Bạch Đằng như Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản nhiều xem nhà trưng bày. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong ngày 18 tháng 1 năm 2007. Cây lưu niệm của đồng chí Trần Quang, cây gì đấy? Trần Quang, Chủ tịch nước đây.
đi tiếp xem mà có những cái gì. Đây, ở đây có cả Chủ tịch Hồ Chí Minh anh em ạ. Đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và xem trong, bên trong Hồ Chí Minh giày bên ngoài. Đây đèn là Chủ tịch Hồ Chí Minh này. Di tích Bạch Đằng. Đây là Thần Linh vườn tượng chế tác cọc Bạch Đằng. Đây vườn anh ạ. Đây Thần Linh được chế tác cọc Bạch Đằng. Đây tượng trưng cho cọc Bạch Đằng anh ạ. Để mình tiến vào trong nữa xem nào. Ở đây có những chú ngựa đá, có những chú ngựa đá hai bên. Chúng đã hai bên anh em tiến lên trên. Đây là bắt đầu hình thành để làm một chiếc cọc đây. Đây là bắt đầu từ một cái cây gỗ đây, người ta chặt hết những cái cành đi đây. Đây bên này vậy đây, chặt hết những cái cành đi đây. Bên này thì bắt đầu người ta phát đi đây, lấy đeo đang người ta phát đi. Đây là trận chiến Bạch Đằng của thời xưa. Đây ông các cụ ta. Đây. Mấy chiều chiếc phát xong phát thành một chiếc cọc đây anh em ạ. Kia nó vẫn chưa thành cọc nhé, bây giờ nó thành chiếc đầu cọc. Đầu cọc. Đây bắt đầu phát cọc đi. Hai người phát cọc đi anh em ạ. Đây. Người ta chuyển cọc, người ta chuyển cọc ra bờ biển hay bờ sông gì đấy ạ, sông Bạch Đằng, đúng rồi sông Bạch Đằng ạ, ra chuyển, người ta chuyển cọc ra sông Bạch Đằng, sau khi đã xong mấy người kéo chuyển ra sông Bạch Đằng đây, và đây thì là người ta vác, xuống sông đây, đây ạ, đây là xuống sông này này, quy trình, phải đúng một quy trình thôi, bắt đầu đẩy cọc xuống sông. Cọc xuống sông thì có hai người sẽ bê vận chuyển xuống và hai người kia vác, bắt đầu ném dây thừng để đặt vị trí cố định để hạ cọc, và vị trí cố định hạ cọc buộc thừng kia. Đây vẫn còn buộc thừng đây, bên này đã sẵn có cái lúc thừng đấy rồi, nhưng mà người ta ấy gậy là cố định vị trí, bắt đầu người ta mới dùng vật dụng ngày xưa để đóng cọc xuống đây. Sau khi đóng cọc xuống đây, đây là một chiếc cọc đã hoàn thành đây. Một chiếc cọc đã hoàn thành đây anh em ạ. Một chiếc cọc hoàn thành để đóng rất nhiều cọc luôn. Ok. Di tích Bạch Đằng sông. À, Bạch Đằng. Bạch Đằng Giang. Đây. Đây các tướng voi đây. Tướng voi và các tướng lĩnh đây. Tướng lĩnh của Trần Quốc Toản hay Trần Quốc Tuấn thì đây anh em ạ. Đây. Đây là các chú ngựa thần, ngựa chiến kìa. Bạch Đằng sâu kìa. Đây. Cái gì đây? Miếu thủy thần. Khởi công ngày 9 tháng 2 năm 2016, khánh thành ngày 16 tháng 1 năm 2017. Sông Bạch Đằng, khu di tích Bạch Đằng Giang. Những chiến đấy, khu di tích
có thờ các vị tướng anh hùng của trận chiến Sông Bạch Đằng, trận Cổ Bạch. Đây có ba bức tượng anh em ạ, bức tượng đầu tiên là Hoàng đế Lê Bạc Hành, năm 1941 năm 1950 tái tạo chiến thắng Bạch Đằng lần thứ 2 năm 1981, ngài có công đánh Tống, Bình chiếm, xây dựng Đại Cồ Việt đứng bên Đại Hán. Đây, thứ hai. Thứ hai, Tức Vương Ngô Quyền, 898 đến 944, đại thắng quân Nam Hán trên cửa sông Bạch Đằng năm 1938, chấm dứt 1117 năm bắt cuộc vị tổ Trung hưng khai sinh lên văn minh Đại Việt. Đối tượng thứ ba là Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, hay còn gọi là Trần Quốc Tuấn gì đấy, đại thắng Bạch Đằng 1228 đến 1300, đại thắng Bạch Đằng năm 1288, đập tan dã tâm xâm lược nước ta, mộng làm bá chủ thế giới của đế chế Mông Nguyên, mở ra nền văn hóa Đông Á rực rỡ. Rồi mình đã giới thiệu ba vị tướng cho anh em, và bây giờ mình quay xa cho anh em nhìn thấy ba vị tướng uy nghi. Ba vị tướng giỏi nhất Trần Hưng Đạo Vương, Trần Quốc Tuấn, và kia là Ngô Quyền, người diễn là Ngô Quyền, và Lê Đại Thanh, Hoàng đế Lê Đại Thanh thành Đức Vương, Đức Vương và Đại Vương là Hoàng đế. Tuy nhiên ra nhà em còn cảnh.